Quen thì người phụ nữ của em là đừng có xăm hình. Chết rồi, bên nay xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Và bây giờ thì đã thừa thắng rồi, phải xông lên. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai trong ngày hôm nay. Xin mời Hạ Bàn. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em chào chị và em chào anh Quyền Linh. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Diễm My. Năm nay em 23 tuổi chị. Hiện tại đang là nhân viên công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 24 tuổi. Hiện tại em là kỹ sư cơ khí á. Mình nói cụ thể việc của mình cho chị My được biết. Thì hiện tại là em đang làm công ty mắt kính Việt. Hiện tại là đang trưởng một phần của tổ kiểm. Kiểm hàng, kiểm kính trước khi là giao xuống Hồng Sơn. Những người này rất là khó tính đúng không? Dạ đúng rồi, em đặc biệt khó tính. Khó tính? Dạ. Khó tính khi kiểm tra rồi khó tính trong cái chuyện tìm bạn gái nữa đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng hơi khó tính. Diễm My, hồi nãy em nói về cái công việc em ở trong công ty vận tải đó. Em hay nói rõ hơn, cụ thể hơn về công việc của mình một chút xíu không? Trong công ty thì em làm kế toán. Làm kế toán thanh toán. Mà khi mà khách hàng về á thì em sẽ chịu trách nhiệm đòi nợ. Đòi nợ? Dạ. Thường thường đòi là được hay là không, có khi nào không được không? Đòi thì đa số là được. Còn vẫn còn một số người ta lại không chịu trả. Vậy hả? Lúc đó thì mình lại dùng cách khác chị. Cách khác là cách gì? Năn nỉ chị ơi. Thì là năn nỉ cũng giỏi lắm đúng không? Thế bây giờ sở trường của em là gì? Em thích may trang phục. Dạ thích cắm hoa. Rất là nữ tính. Vậy bạn đưa ra cái chuẩn một người bạn trai mà mình mong muốn là như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em là phải cao chị. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m58. Không muốn con trai cao bao nhiêu? Dạ 1m68. Thiếu 3 phần. 65. Được không? 65 được không? Vậy. Thôi mình du di chút đỉnh đi. Ha. Dạ. Rồi ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không? Dạ em thích là bạn nam là biết chơi thể thao. Chơi thể thao không? Dạ có. Chơi môn gì? Môn thể hình là đầu tiên, là thứ hai là môn bơi lội. Rồi còn gì nữa không bạn nữ? Dạ em thích cái bạn nam đó thì nói chuyện vui vẻ một chút, biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Hôm nay thấy cũng có chiều sâu lắm đấy. Rồi bạn yêu cầu gì? Dạ thì em quen thì một người phụ nữ của em là phải là nhất là lễ phép, thứ hai là dễ thương, dễ nhìn và dễ gần gũi. Nói chung là biết cách chia sẻ những công việc khó khăn, đừng lúc nào cũng giấu kín, đừng có xăm hình. Tại vì bạn em cũng xăm, thấy xăm đó, em thấy nhìn em ghê quá, em sợ luôn. Chết rồi, bên nay xăm từ lưa hết trơn, tiêu rồi. Ở bên đây bạn thấy, tôi thấy bạn cầm theo cây sáo là sao? Tức là trương chi đó hả? Dạ thì em thì thổi tiêu thổi sáo cũng không ai lắm. Nhưng mà lâu lâu buồn cũng lấy ra ngồi thổi nhâm nhi. Buổi sáng trước khi làm cũng nhâm nhi một vài sáng sớm mà thổi sáo. Ông làm thử một khúc coi có khè được bên này không? Thử đi. Rồi sau đây em thổi bài Romeo Juliet đó. Đoạn cuối hơi rung, nó quên mất nghiệp. Nó tắc cỡ như mối tình vui như thế thì thôi. Cảm ơn của Diễm My khi nghe tiếng sáo của bạn trai bên kia là như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh thổi sáo nghe cũng khá hay. Chị cũng thấy được lắm. Dạ em thấy là có cái trục trặc ở cuối thì phải coi lại nha. Thế là khắc phục sao được. Khắc phục sao được. Bạn nữ ơi, mấy cái người thổi sáo người ta hay buồn lắm. Buồn bất chợt lắm. Người ta gọi là tự kỷ đó hả? Không, mấy người thổi sáo đỡ, mấy người thổi kèn nguy hiểm đó em. Ở kèn phút cuối rồi đó, kèn lá rồi đó, nguy hiểm lắm. Bây giờ em không thích cái gì hả người đàn ông? Dạ em không thích một người nói quá nhiều. Bây giờ mỗi lần hai bạn mà nóng lên gây lộn là bây giờ bạn gây gì bạn gây, bên kia cầm cái sáo ra thổi bạn chịu không? Em sợ tới đó anh thổi không nổi nữa thôi chứ. Tại bên đây nhiều chiêu lắm chị ơi, có ảo thuật luôn. Ảo thuật mà, chào chị ạ.
lành quá. Bây giờ là thích cái gì ở người con gái? Là biến ngoan. Có thích cái ngoại hình sao không? Cao ốm? Dạ có, thân hình vừa phải vừa phải. Cái mẫu người giống Tăng Minh Hà rồi. Cái lại ông. Bên này đẹp lắm, bây giờ lỡ có cái hình xăm nhỏ nhỏ thôi di du được không? Du di chứ mà lộn. Dạ được. Con dạ, này chắc... được lắm, ráng nghe không? Dạ. Được. Em tin tưởng chị. Tin. Tin tưởng chị Cát Tường hả? Chưa chắc đâu. Có chồng chưa? Dạ từ từ ạ. Ví dụ bên đây muốn tính liền sao? Cái đó thì thương lại thương lượng sau anh. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để thương lượng ha. Kéo màn lên cho hai người gặp mặt với nhau. Che cái hình xăm này nha. Hình xăm bự lắm. Xăm chiếc lá ngay cái lỗ mũi. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. À, em có... Bông. À, sorry, quên mất. À, chết rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Cô gái là con người nhắc thôi. Em có thích vào cuối tuần hay đi chơi không? Dạ, em cũng rất là thích đi chơi. Em thích đi dã ngoại không? Em thích đi nơi nào đó có phong cảnh đẹp. Thì anh có một anh Phương có một cái khuôn viên rất là hữu tình. Chắc được. Dạ. Có thấy giống Tăng Thanh Hà không? Dạ, cũng có nét giống á. Em nghĩ sao nếu anh hẹn họ đi chơi với em mà ảnh cứ tự nhìn em mà tưởng tượng đang đi chơi với Tăng Thanh Hà? Dạ không, thì Tăng Thanh Hà tối nhìn thôi chị. Nếu như mà ảnh tưởng tượng em mà Tăng Thanh Hà thì em cứ nghĩ ảnh là Lưu Đức Hoa thôi. Dạ đúng rồi. Cái tính của em nó rất là bướng. Thì nếu như trong quá trình hẹn hò đó mà em nổi lên em bướng quá thì anh sẽ làm như thế nào? Tại vì nếu mà anh suy nghĩ cái này, tại vì tính anh cũng vậy, nhưng mà anh suy nghĩ trước rồi là khi em bướng anh nhìn anh sẽ kìm xuống tặng em một bó hoa được rồi. Ví dụ giờ chỉ giận nè, đó làm gì làm đi. Thì em giận lắm rồi đó. Rồi giận, ví dụ. Em ơi em đừng giận nữa em ơi. Thôi lên nổi. Không, đó là cái chiêu thức của mình đó, mình để cho người ta cười thôi. Chứ mình ra mình hát cũng rất là được. Trời ơi. Được không em, thấy được không em, vui chưa? Dạ, dạ vui. Mấy chiêu này cũng được ha. Dạ. Còn một câu nói nữa, thật tình cảm vô trước khi chúng ta tiến hành bấm nút. Hôm nay đến chương trình thì cũng gặp em là một điều hạnh phúc, đúng không anh? À, anh muốn hẹn hò với em được. Okay. Mình chấp nhận hẹn hò. Yeah. Nói không miệng cũng giật giật cũng rung á. Tôi muốn giật giật, mặt cũng giật giật vậy đó. Gặp đối tượng rồi. Lúc trước em không có rung dữ á, bây giờ sao rung dữ? Tim em đập thình thình. Em đâu có ăn thịt em đâu. Thế còn Jimmy, bạn cũng nói một câu nào đó với bạn nam của mình. Dạ, thì nói chung là trước ấn tượng đầu tiên của em về anh á là cũng thấy dễ thương. Nói chung là có rất là nhiều cái tính cách, nét tính cách giống em. Còn sau đó thì thôi mình đi công viên nói chuyện xong. Cái chỗ mà thơ mộng đó đó, em thích lắm á. Thôi bây giờ mình quyết định suy nghĩ có bấm nút hay không nè, mình biết mình có đi công viên hay không nè. 3 2 1 Hy vọng trong những cuộc hẹn hò đó chúng ta hiểu nhau nhiều hơn và những cái điều tốt đẹp. Tương lai đang chờ các bạn. Tôi xin gửi tặng cho bạn cặp vé xem phim để tìm hiểu nhau. Đây, đem sản phẩm này vô công viên. Xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cái này mình xịt ở nhà đấy chị. Muốn xịt đâu xịt. Chúc hai bạn đi công viên vui vẻ. Bây giờ về hai đứa mình đi công viên. Dĩ nhiên rồi, tới công viên coi thú. Coi thú. Và bây giờ thì Quyền Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt.